tân Bộ trưởng Tài chính Anh cảnh báo sẽ tăng thuế. Các nước châu Á chi 89 tỷ đô la Mỹ cứu nội tệ. Khan hiếm xăng dầu tại Pháp do đình công kéo dài. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin. Quý vị đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tân Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Jeremy Hunt, vừa cảnh báo về việc tăng thuế, tức là đảo ngược đáng kể chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Lee Truss. Một trong những động thái đầu tiên của ông Hunt sau khi nhậm chức hôm thứ Sáu là nói chuyện với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, Andrew Bailey, người đã phải thực hiện các biện pháp can thiệp mạnh tay để xoa dịu thị trường trái phiếu, vốn trở nên kém hấp dẫn với giới đầu tư vì kế hoạch cắt giảm thuế Hiện thì chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 10 tỷ bằng Anh mỗi ngày của BOE đã kết thúc. Và hôm nay, thị trường trái phiếu chính phủ Anh sẽ phải đối mặt với một thách thức khi lần đầu tiên hoạt động không có sự hỗ trợ mua vào từ BOE kể từ ngày 28 tháng 9. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga và đang chạy đua để lấp đầy kho dự trữ để đối phó với mùa đông có nguy cơ thiếu khí đốt. Trong một tuyên bố thì Bộ Kinh tế Đức xác nhận nguồn cung khí đốt của nước này đã được tăng cường khi lượng dự trữ trong ngày đã vượt mức trung bình 95% công suất, sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch. Đức đã chi 1,5 tỷ euro để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó Qatar và Mỹ là các nhà cung cấp chính. Nước này có kế hoạch xây dựng thêm 5 kho chứa và tiếp nhận LNG nhập khẩu. Các chuyên gia cho biết, việc nạp đầy mức dự trữ khí đốt ở mức 95% sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 2 tháng rưỡi nhu cầu sưởi ấm công nghiệp và điện trong bối cảnh Nga cắt hoàn toàn nguồn cung. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm nay thì lượng ngoại tệ tại các nền kinh tế châu Á bán ra đã đạt gần 89 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ trước một đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Đây cũng là số lượng đô la Mỹ được bán ra ở mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Dữ liệu từ công ty chuyên theo dõi dòng chảy vốn toàn cầu Xsan Data ước tính, các nền kinh tế mới nổi của châu Á ngoại trừ Trung Quốc đang tiếp tục phải bán dòng đô la Mỹ để giữ tỷ giá hối đoái cân bằng hơn. Trong khi đó thì tốc độ can thiệp có thể vẫn chưa kết thúc khi đồng yên Nhật cuối tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm. Theo đó thì 1 đô la Mỹ đổi 148 yên. Trong tháng 9 vừa qua, thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bán ra khoảng 20 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Hiện thì dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 8,9% trong năm nay, xuống dưới 12.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 2003. Giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla hiện chỉ còn hơn 200 đô la Mỹ, giảm 50% so với đỉnh xác lập tháng 11 năm ngoái. Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua thì giá cổ phiếu Tesla giảm 76 ở 7,6%, còn 204,9 đô la Mỹ. Vốn hóa hãng xe điện vì thế chỉ còn 642 tỷ đô la Mỹ. So với đỉnh lịch sử 409,9 đô la Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái thì giá cổ phiếu Tesla giờ chỉ bằng một nửa đa giảm diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường chứng khoán Mỹ cũng đi xuống. Tesla cũng đang gặp nhiều thách thức khi số xe giao trong quý 3 không đạt kỳ vọng. Hãng cũng đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn cung và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt. CEO Tesla là ông Elon Musk thì đang phải giải quyết lùm xùm trong thương vụ mua Twitter. Việc tỷ phú thay đổi quyết định liên tục khiến cho cổ phiếu của hãng này càng chịu sức ép do nhà đầu tư lo ngại ông Musk dàn trải ra quá nhiều việc. Thưa quý vị, hơn chục ngày qua, nhiều trạm xăng trên toàn nước Pháp thiếu xăng dầu để bán hoặc là phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do nhân viên tại một số nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Total Energies và Exxon Mobil đình công đòi tăng lương. Trước tình hình này, thì chính phủ Pháp đã giải phóng một lượng dầu dự trữ chiến lược, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đến cuộc đình công nhanh chóng giải quyết vấn đề chờ đợi hàng tiếng để đổ xăng hay đi vài ba trạm nhưng không có xăng để đổ. Đó là tình trạng mà người dân trên khắp nước Pháp đang phải đối mặt trong những ngày gần đây. Thật khủng khiếp, chúng tôi không thể di chuyển bằng xe do không có xăng. Tôi đi làm gần nhà nên có thể đi bộ thay vì dùng ô tô. Thế nhưng những người đi làm xa thì sao? Tôi mong vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Theo ước tính của giới chức Pháp, cứ 10 trạm xăng dầu dịch vụ trên toàn quốc thì có một trạm thiếu xăng. Hiện một phần 3 trạm xăng dầu tại Pháp đang trong tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Thật bực bội, tôi làm trong ngành dạy lái xe, việc không đổ được xăng khiến công việc của tôi bị cản trở rất nhiều. Tình trạng thiếu hụt gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng đến các trạm xăng dầu khắp nước Pháp do các cuộc đình công của công nhân ngành dầu suốt 2 tuần qua, họ yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Cuộc đình công ảnh hưởng đến 5 trong số 7 nhà máy lọc dầu trên đất liền Pháp làm giảm 60% công suất lọc dầu tại nước này, tương đương 740.000 thùng một ngày. Mục đích người lao động đình công là để đòi tăng 10% lương, gồm 7% để bù đắp chi phí sinh hoạt do lạm phát tăng cao và 3% là để chia sẻ lợi nhuận khổng lồ có được do giá dầu tăng cao trong thời gian qua. Theo các chuyên gia, việc đình công của người lao động Pháp kéo dài có thể góp phần đẩy giá xăng dầu tăng cao hơn trong bối cảnh thị trường năng lượng châu Âu vốn đang trong tình trạng khủng hoảng. Trước tình trạng trên, chính phủ Pháp đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên cả nước. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều người không thể đi làm, mua sắm, đưa con đi học thậm chí là điều trị y tế. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết tình trạng này sớm nhất có thể. Pháp đã mở các kho dự trữ chiến lược để chuyển xăng đi khắp cả nước, tăng cường số lượng xe tải được ủy quyền cung cấp cho các trạm xăng dầu lên 20%, yêu cầu giao hàng vào cuối tuần nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trước mắt, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu từ các quốc gia trong khối. Chính phủ đang nhập khẩu năng lượng từ Bỉ và giải phóng các kho dự trữ chiến lược đi khắp nước Pháp. Tình hình sẽ sớm được cải thiện. Về phía người dân, chính phủ cũng kêu gọi lái xe chỉ nên đổ xăng vừa đủ, tránh tình trạng tích trữ xăng dầu, đồng thời hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân nếu có thể. Tình trạng khan hiếm xăng dầu tại Pháp được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, cho tới khi các công đoàn và các hãng xăng dầu đạt được thỏa thuận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Kinh tế 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào quý vị.